Vâng, xin mời cả nhà đến với chương trình live stream vào hôm nay à, thứ sáu, ngày 12 tháng 3 năm 2021 ạ. À, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Anh hiếu ơi, cái 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 mắt của camera nó nằm ở đâu? Ủa, trên nào tôi cứ phải nhìn xuống không, cứ thành nhìn ngửa lên. Này anh đại này là hơi hoang cảnh hiếu ừ. ừ. xin chào cả nhà mời cả nhà đến với chương trình livestream vào uh, thứ sáu ngày 12 tháng 3 năm 2021 ạ và chào Nguyễn Đạt chào Đỗ Văn Nghĩa chào Hiếu Hoàng chào cà phê sông hậu chào Nguyễn Thị Hoa rồi anh Hiếu vào chào cả nhà cái nào chào, chào cả nhà ạ à. Đấy, đây là à, cán bộ hậu trường chuyên à, giải quyết khâu à, âm thanh ánh sáng hình ảnh Nhưng mà đi đâu cũng bảo tôi xấu dai đi à, Rồi kính mời anh đi phạm nước à. Chào anh Thành Bền, chào Nguyễn Hữu Tình, chào Lâm Quốc Triều Chào Thế Duyệt Chào Ái Phạm, chào Quang Thưởng, chào à, Minh Niệm Chào Hòa Henry chào Nguyễn Văn Mạnh, chào Vinh Hưng Hưng Nguyễn, chào uh, Ngưu Nhi, chào Trần Tuấn, chào Không Sợ Hãi, chào Chiến Nguyễn, chào Thành Trần, chào Nguyễn Quang Tú, chào Ái Phạm, chào Trung Nguyễn Thành, chào Thắng Villa, à, chào Hòa Henry này, chào Duy Khánh Phạm, rồi chào hồ tuấn anh chào dũng nguyễn việt anh dũng với anh tuệ tư vấn ở sài gòn về chưa ạ chào trường huy nguyễn chào thành thái chào xuân ngô chào khánh nga rồi chào phạm an chào ái phạm rồi chào nguyễn cường rất nhiều người chào anh hiếu anh hiếu ơi chào đặng minh ánh chào Ngưu nhi Dạ cảm ơn Ngưu Nhi Để Chào Việt Hồ Chào Huyền Vân, Chào Lưu Chào Lê Tuấn Anh có chào cộng đồng cao Bye đây thế nào chưa chào cả nhà Nói to rồi, thế nào đông, Đàn ông là đang mình phải nói to rồi. Cháu chào cả nhà Đúng rồi. chưa? Đông, đàn ông đàn đang Sáng tuần mới về thầy trò mới về rồi chào thắng thái xe sang rồi, chào trịnh thới an chào quang trường chào quốc siêu chào nguyễn cường chào xuân huyền rồi chào tiến dũng chào nguyễn đăng đạt chào quang họ hoàng rồi, chào bùi văn huy rồi anh em nào rảnh à, tay thì à, chia sẻ trước đi ạ à, chào bùi văn thắng chào à, thắng thái xe sáng đúng rồi hiếu nó đã vỡ tiếng đâu chưa dậy thì mà những cái bộ phận chính của đàn ông cũng cũng đã 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 đâu vào với đâu đâu rồi chào lâm quốc triều chào đỗ văn nghĩa thỉnh thoảng vẫn đe ra kiểm tra nhưng thấy chưa có bộ phận nào đâu với đâu cả chào nguyễn cường rồi, chào trần việt phan đức tuệ đang nhậu ở sài gòn đúng rồi đang đi sài gòn mà chào đinh đức lộc chào thanh nguyễn lê chào anh trần hoàng phúc chào tiệm tóc giang chào minh nhật chào xuân huyền rồi nào anh em chia sẻ đi nào tăng tốc lên 500 anh em rồi bắt đầu livestream cả nhà ơi 292 rồi. Đến khoảng 500 bắt đầu mình livestream cho nó khí thế, 500 anh em ơi. Rồi chào Lê Quang Tùng, chào Nguyễn Quang Trọng, hơn 300 rồi. Chào Dũng Trần, chào Minh Ly. Chào Tuấn Vũ. 14 tháng 3 ấy, hình như 14 tháng 3 thầy có lịch ở Sài Gòn mà. Ừ. Chào Phương Ban Nha. Rồi chào Văn Hưng chào tiến đức chào nguyễn lâm chào nguyễn thế thanh chào đặng khôi chào lợi lợi lô chào đỗ tuấn anh và chào nguyễn quốc khánh chào tiến đức rồi chào nam ngọc chào lương ngọc hằng chào hoàng đức quý chào kiên quốc rồi anh em đâu like share và comment đi à, bắt đầu 8 giờ rồi đấy chuẩn bị vào đặt câu hỏi thôi có bao nhiêu thì ta chơi bấy nhiêu chào bích noa độ rồi chào toàn đỉnh bảo chào phạm thành công chào nguyễn thanh đình chào bằng lăng chào bạch mẫu đơn chào khánh đình gia chào hữu thắng lê anh em nào mà học khởi nghiệp hoặc học siêu beginner thì gặp chị bích noa độ ở siêu holding nam định nhá anh em nào mà học khởi nghiệp hoặc beginner học gọi vốn, học Strap đấy thì ở Thái Bình thì gặp anh Tiến ở Thái Bình ạ. Và có CEO Holding CEO Thái Bình Holding. Còn anh nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì trong đấy có CEO thành phố Hồ Chí Minh Holding thì gặp anh Hùng. Thế còn trên Hà Nội này thì gặp anh Nam Nghĩa Trang. Rồi ạ, chào Nguyễn Lam, chào Trần Quỳnh. Chào Trần Thế Toàn. Rồi chào Bùi Lệ Thúy, chào Cường Nguyễn, chào Đặng Lê Nguyên. Rồi chào Minh Đức. Đống Bích Noa Độ rồi. Quang họ Hoàng chào Phạm Hữu Thành. Rồi, anh em chúng ta chơi thôi nhỉ. Nào, xin mời mọi người đặt câu hỏi ạ à, để 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 không bị mất thời gian của cộng đồng. Rồi. Hết màn chào hỏi rồi ạ. À. Anh em có xe gì thì xe đi rồi like gì thì like đi cho nó khí thế tí rồi là là chúng ta bắt đầu vào nội dung chính ạ và... và này nguyễn hữu tình có đặt câu hỏi thầy ơi em biết trung thực là tốt nhưng cuộc sống còn khó khăn nên em có ăn ra một ít mong thầy cho em vài lời khuyên ạ à. cảm ơn thầy Vâng à, thưa bạn thế này à, tôi nghĩ là um, cái chính ấy là ai rồi cũng khó khăn ai rồi cũng cần phải có tiền bạc để tiêu nó chỉ cái cách là cái khác nhau khi đối mặt với tiền bạc thôi tôi đấy ví dụ như là um, bạn đi làm một cái việc gì đấy mà cho sếp mà hết 10 đồng và dư ra mất một đồng chẳng hạn mà đáng lẽ phải là mất 10 đồng mà bạn tiết kiệm chỉ làm mất 9 đồng thôi thì nguyên tắc là bạn vẫn phải báo cáo với sếp là em chỉ làm hết 9 đồng thôi chứ không được ăn gian một đồng và nếu có thể thì sếp thưởng cho em được không tức là nếu mà mà mình chơi theo kiểu dũng cảm là mình đối mặt luôn mình trao đổi luôn là nếu có thể được em muốn sếp thưởng cho em được không vì khoản này em cũng rất là tiết kiệm ví dụ thế để nó cho nó được việc mà vẫn tiết kiệm thì như vậy là nếu ông sếp nào mà không thưởng cho em thì ông ấy hơi kỳ cục còn đa phần thì các sếp đều thưởng chỉ có điều là nếu mà em ăn gian một đồng thì em nghĩ là các sếp không biết nhưng mà chia sẻ với bạn rằng tôi làm quản trị nhiều năm thì uh, tất cả những kẻ nào có mấy cái bệnh của nhân viên như sau thì thường các sếp họ không thanh lý ngay nhưng họ sẽ chọn thời điểm để họ thanh lý một là nhân viên không trung thực nhưng có thể họ sẽ không bóc mẽ bạn ngay bởi vì là uh, có thể vào thời điểm đấy họ chưa có người thay thế bạn cho nên họ coi như lờ đi cái việc là thấy mà không thấy bạn không trung thực mà họ phải chấp nhận là coi như không thấy cái sự không trung thực của bạn để dùng tạm nhưng sau đó vào một thời điểm thích hợp thì họ sẽ thành đi bạn chứ không phải họ ngu họ không biết đâu nhưng mà thường thì các bạn đi làm thì các bạn an gian của sếp thì các bạn sẽ nghĩ là thằng sếp nó không biết và thằng sếp nó không biết thì chỉ có mình biết thôi thế thành ra là bạn cứ nghĩ là như vậy là nó không có vấn đề gì đâu thì tôi khuyên tôi khuyên bạn là không nên làm thế bởi vì các sếp nó biết hết đấy nhá thì đấy là câu chuyện đầu tiên là về sự không trung thực cái câu chuyện thứ hai là có một nhóm nhân viên khi đi làm thì thường xuyên là đẩy thế đẩy cho các sếp vào cái thế là chuyện đã rồi tức là đáng lẽ là khi anh tư vấn cho sếp là làm một cái công trình gì đó từ A đến Z là mất uh, 10 đồng chẳng hạn nhưng ông không bao giờ ông làm hết trọn vẹn từ A đến Z làm dự toán là 10 đồng mà ông đẩy cho sếp là làm một nửa công đoạn trước là mất 5 đồng xong sau đó ông bảo là nửa công đoạn sau là cần phải mất 6 đồng nữa sếp ơi vì vậy thằng sếp nghỉ không làm tiếp thì tiếc 5 đồng cho nên vẫn phải đi tiếp mà không đi nữa thì à mà đi tiếp thì lại mất 6 đồng thêm 6 đồng nữa tất cả bị đắt và không đi nữa thì bị mất tiền cho nên là rất nhiều các bạn nhân viên dính vào câu chuyện là đẩy sếp vào câu chuyện là chuyện đã rồi vậy thì lúc bấy giờ các sếp xử lý thế nào họ bí người thì họ vẫn phải dùng bạn nhưng vào một thời điểm thích hợp thì họ sẽ thanh lý đấy là câu chuyện thứ hai câu chuyện thứ ba là loại nhân viên thứ ba là khi đi làm thì chỉ thích làm theo ý mình thôi và không thích là có bất cứ một sự ai đó mà phản biện là họ coi như họ xù lông nhím lên và họ coi cái ý kiến của mình là số 1 và khi họ vào tổ chức thì họ làm cho tổ chức nó bị phân phân ra thành nhiều bè phái mặc dù họ giỏi không thì họ vẫn giỏi chứ về mặt chuyên môn họ không hề không giỏi nhưng mà vấn đề là vì họ giỏi nhưng mà cho nên cái 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 việc mà người ta phải nhường nhịn nhưng mà vì các ông chủ nhường nhịn mà họ lại chia bè phái và đôi khi còn nói xấu cả ông chủ trên loại nhân viên đấy hoặc là loại cán bộ đấy thì các sếp họ cũng sẽ dùng một thời gian ngắn rồi thời điểm thích hợp họ có người thay thế thì họ sẽ thành lý như vậy tôi nhắc lại với bạn đứng về mặt tiền bạc thì ai cũng cần nhưng tất cả những cái đồng tiền đối mặt vì bởi vì trong khó khăn là cái 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 sự trung thực và đối mặt với tiền bạc của bạn nó càng phải cẩn trọng hơn vì vậy là khi mà bạn thấy có thể ăn gian được của sếp một đồng thì tôi khuyên bạn không nên ăn gian mà bạn sẽ trao đổi thẳng là sếp ơi khoán cho em cái này cho em tiết kiệm được tiền của em có được không thì như vậy thì thay vì là phải ăn gian thì bây giờ mình là ăn minh bạch đấy đấy là câu chuyện thứ nhất câu chuyện thứ hai là à, nếu như sếp mà họ không giải quyết cho việc đấy thì bạn vẫn phải chịu bởi vì à, cái bạn đang chơi trên sân của họ còn trừ khi bạn không thích sân chơi của bạn của họ nữa thì bạn phải đi chỗ khác chứ không chơi theo cái kiểu mà nếu trả em lương thấp thì em sẽ quay sang em ăn bẩn của sếp thì như vậy là tôi nói về 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 doanh nghiệp việt nam ấy thì là các sếp không họ cũng tình nghĩa họ không 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 bóc mẽ ra thôi chứ còn nếu họ bóc mẽ ra thậm chí như đất nước nhật thì có thể nguy cơ bạn còn phải đi tù nữa là khác ấy ạ vâng thế thì tôi khuyên bạn là nên trung thực dù nó là một đồng chứ không nghĩ là vì là là mình ăn gian họ không biết thì cứ ăn gian rồi cảm ơn bạn nghèo cho sạch rách cho thơm rồi À, à. à chào bạn à, thích tâm à, thích tâm có đặt câu hỏi là thầy giải thích về hợp tuổi hay không hợp tuổi trong hôn nhân thì à, đây là góc nhìn cá nhân nhá chứ không là là sẽ phức tạp lắm cộng đồng mạng sẽ rất là phức tạp thì chia sẻ với bạn thế này suy nghĩ cá nhân của tôi thì trong con người mình có ba phần thân tâm tuệ thế thì uh, phần thân của chúng ta thì tuổi chúng ta sinh ra ở uh, ở cái tuổi nào ở giờ nào ở tháng nào ở địa điểm nào thì nó tương ứng với cái thân xác đó và cái thân xác đó người ta gọi là mệnh thì nó liên quan đến từ cái mệnh của mình thì nó liên quan đến gì ạ nó liên quan một chút đến cái khí chất bên trong ừ uh, và nó chỉ liên quan đến phần thân thôi Uh, ví dụ như là um, cơ thể nóng nảy rồi da đen da trắng hoặc là uh, con người thế này con người thế kia một chút tức là về hình hài thôi uh, về khí chất thôi chứ nó không liên quan đến tâm và tuệ đấy thế thì thưa với bạn đấy là một phần của phần thân uh, tên đấy ví dụ như thế thôi cho nên là cái phần mà tiếp theo là phần tâm và phần tuệ thì toàn bộ là do bạn tạo dựng lên cho nên bảo là lấy nhau thì tuổi tác nó có liên quan đến cái việc mà hôn nhân không thì có có một chút thôi vì cái phần thân nó chiếm khoảng 20% mà cái mệnh trong phần thân thì nó chỉ chiếm khoảng 20% của 20% thì nó chỉ rơi vào khoảng 4% ví dụ như là hai vợ chồng nằm cạnh nhau thì có thể thân nhiệt của thằng chồng thực ra hai thằng đều 37 độ nhưng mà thân nhiệt của thằng chồng lúc nào cũng thấy trong người nó nóng còn con vợ thì lúc nào cũng thấy rét thì hai đứa ở cùng giường thì nó có xích mích một tí thôi nhưng mà sau đó thì nếu mà phần tuệ và phần tâm nó ok thì cái đấy họ vẫn nhường nhịn được nhau à, Hay là ví dụ như là à, Con vợ thì là lúc nào cũng thấy là Người nó cứ nóng vừng vừng lên ấy Còn anh chồng thì lúc nào cũng thấy rét có do Thì như vậy là nó ảnh hưởng một chút về phần thân Hay là bà vợ thì à, Cái món kia thì rất là khỏe mà ông chồng thì rất là yếu Thì đôi khi nó cũng có ảnh hưởng một chút à, Tuy nhiên thì à, Nó chỉ là 4% trên tổng thể của cơ thể thôi Vì vậy đừng dại gì Mà mình đi tối ưu cái 4% mà hãy tối ưu cái 96% còn lại Cho nên là lấy nhau thì điều quan trọng nhất Là có chung một tư tưởng à, Tức là uh, Hai con người có cùng một cái hệ tư tưởng Thứ hai Là cái phương thức tư duy ấy Là phải giống nhau mà Nếu còn được một cái nữa là sở thích Trong cuộc sống giống nhau Thì quá tuyệt vời Đấy thì chia sẻ với bạn như vậy à, Thì uh, như vậy muốn nói như vậy là Tuổi tác nó không quan trọng đối với tôi thì tuổi tác không có gì quan trọng cả rồi cảm ơn bạn à, mời cả nhà uống nước ạ và à phạm mạnh hùng có hỏi chú cho cháu hỏi làm sao để không thất bại mà có thành công à, thì thưa thưa anh Hùng rằng là chính anh hỏi tôi câu này thì tôi cũng đã làm được đâu mà tôi chỉ cho anh được bởi vì tôi cũng khôn lên nhờ ngu chứ có phải là là tôi đẻ ra tôi đã khôn được đâu vậy thì bản chất trong cuộc đời này mà như ông bác Vũ Thành An bác đã sáng tác cái bài hát đấy phải có qua những ngày mưa tuyết với vui ngày nắng về thì 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 con người ta bắt buộc phải trải qua những cái trải nghiệm đau thương đấy thì người ta mới trưởng thành lên được và nghịch cảnh chính là chất liệu để cho chúng ta gì ạ à, thay đổi được trí tuệ, nâng được trí tuệ lên và kiên định hơn, có ý chí hơn, có khát vọng hơn. Và thưa với bạn rằng là tất cả chúng ta đều nhờ ngu mà khôn. Ví dụ lúc còn bé thì bạn đi học thì do bạn làm hay làm nhầm bài tập, tức là hay làm nhầm kết quả nhờ vậy mà bạn sửa dần tính cẩn thận thì sau đó bạn biết cách giải thì bạn lại được điểm tối đa cái thứ hai là nhờ những lần giải sai về phương pháp thì bạn mới biết là mình ngu và mình học lại để mình sửa hay là trong lao động cũng vậy do mình đi bán hàng nhiều và mỗi một lần mình phát hiện ra cái ngu của mình và mình sửa đi thì mình không bị ngu nữa trong pha, triển khai doanh nghiệp cũng vậy phá sản nó chỉ là biểu hiện của thất bại và không đỡ được thôi chứ còn trong làm doanh nghiệp bọn tôi ngay kể cả không bị phá sản thì vẫn liên tục có những cái gì ạ cái đòn đánh chứ có điều đòn đấy nó không làm mình chết và mình vẫn đỡ được mà thôi chứ không phải là làm thế nào để mà làm doanh nghiệp không bao giờ bị ăn đòn thì câu chuyện đấy nó không xảy ra chẳng qua là đòn là mình đỡ được hay là trong covid chẳng có doanh nghiệp nào mà doanh nghiệp mà không bị ăn đòn của covid cả nhưng doanh nghiệp khỏe thì cái đòn đấy họ đỡ được còn doanh nghiệp yếu thì cái đòn đấy lăn quay ra chết ví dụ như vậy thôi cho nên là tôi nói với bạn rằng bạn đừng bao giờ mong chờ một điều rằng là em không làm gì mà em vẫn thành công em không bao giờ mắc phải thất bại nào mà em vẫn thành công thì như vậy nó không xảy ra đâu và không có kẻ nào tập đi mà không bị ngã cho nên là câu hỏi của em là cái này phải gửi lên thiên đình thì mới trả lời được chứ còn người ở chân gian là thầy chưa từng thấy ai mà có thể không thất bại mà thành công rồi cảm ơn em chúc em tìm được con đường chân lý giác ngộ như ở thiên đình rồi ạ à. rồi à, chưa thấy câu hỏi đâu vâng huyền trang lê vũ có đặt câu hỏi thế này quan điểm của thầy về việc ăn chay ạ à? thầy có ăn chay trường không ạ à? vâng cảm ơn huyền trang lê vũ à, thứ nhất là trong nghiên cứu bất cứ một cái gì thì chúng ta phải nghiên cứu đến tư tưởng và dưới tầng tư tưởng là tầng tư duy dưới tầng tư duy thì là tầng công cụ hay chúng ta gọi là tầng pháp vậy thì trước khi chúng ta bàn về ăn chay thì chúng ta bàn về tư tưởng của nhà phật cái đã thì trong tư tưởng của nhà phật là muốn con người giải thoát nỗi khổ trong đó có tám nỗi khổ căn bản một là sinh hai là lão ba là bệnh bốn là tử như vậy bốn nỗi khổ đấy là bốn nỗi khổ về phần thân và đức phật nói rằng muốn hết khổ thì nó không có cái thân xác này có nghĩa là chúng ta phải luân hồi thoát khỏi cái cái gì ạ à? cái cái kiếp luân hồi để không phải sinh lại để làm người nữa thì như vậy nó mới thoát khỏi sinh lão bệnh tử còn bất cứ ai có cái thân đều có nỗi khổ của sinh lão bệnh tử câu chuyện thứ hai là nỗi khổ của cảm thọ nỗi khổ của cảm thọ là những nỗi khổ gì à, cầu bất đắc khổ ái biệt ly khổ oán táng hội khổ và ngũ ấm sĩ thạnh khổ cái này mọi người phải đi học thì mới hiểu được chứ còn nghe từ ngữ này nó hơi hơi khó hiểu mà cụ thể tôi dịch ra thế này cho nó đơn giản này mong cầu cái gì mà nó không đến thì khổ ừ, yêu nhau mà không đến được với nhau là khổ tức là ái biệt đi khổ oán ừ, táng hội khổ mà ghét nhau mà vẫn cứ phải sống với nhau vẫn ngày nào cũng nhìn mặt nhau là khổ ừ, ngũ ấm sĩ thạnh khổ là đang ngửi mùi thơm mà ngửi thấy mùi thối là khổ đang nghe thấy nịnh hót mà bây giờ nghe thấy người ta trách móc là khổ đang hốc ngon quen rồi bây giờ đỡ ngon là khổ đang ở ngồi ở chỗ mát mẻ bây giờ ra một cái chỗ mà nó hơi nóng một chút là khổ đấy thì như vậy là à, à, mọi người với hình dung là à, có tám nỗi khổ như vậy và ông phật muốn giải thoát con người hết cái nỗi khổ hay cái lỗi khổ thì đấy là chính là 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 cái uh, mong muốn tư tưởng của đức phật vậy thì với cái mong muốn mà diệt được cái nỗi khổ này thì đức phật phải tìm ra một cái tư duy nào đó để giúp cho con người đi và cái tầng tư duy đó thì chính là tầng tư duy giải quyết vấn đề thông qua tứ diệu đế tứ diệu đế là nỗi khổ thì như lúc nãy thì chúng ta biết rồi chúng ta nghe thấy nỗi khổ rồi và nguyên nhân của khổ là gì thì là từ tâm của con người bao gồm tham sân si mạn nghi và ác kiến. Nếu giải quyết hết cái tâm đấy, tham sân si mạn nghi và ác kiến thì đương nhiên nỗi khổ kia được giải phóng. Mà nỗi khổ được giải phóng thì về niết bàn, hỏi niết bàn có sướng không thì việc đấy phải hỏi ông Phật chứ chúng ta chưa lên được. Nhưng chúng ta mỗi lần bỏ đi thì thấy cuộc đời nó an lạc hơn. Rồi cuối cùng lại bảo vậy thì diệt bằng cách nào thì bắt đầu có con đường diệt khổ là bát chánh đạo vậy thì trong cái tư duy của nhà phật là muốn con người tư tưởng thì muốn chúng ta giải thoát khổ đau à, nhưng về mặt tư duy thì dùng tứ diệu đế tức là nỗi khổ nguyên nhân của khổ diệt khổ rồi có sướng không và nếu sướng thì con đường diệt khổ như vậy cái đấy gọi là tứ diệu đế sau khi nghe tứ diệu đế xong thì bắt đầu mình ngồi ngẫm lại về cái tứ diệu đế đấy để ứng dụng vào bản thân mình thì là thiền, mà bản chất đấy chính là thiền tứ niệm xứ, tức là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp. Và sau khi thiền như vậy thì bắt đầu là gì ạ? Mình giải quyết được hết các cái vấn đề của bản thân để lập một kế hoạch, sau sau đó trong đời sống thì bắt đầu là chúng ta vận hành và giúp cho mình an lạc. Thì chính vì vậy mà đạo Phật gốc của Đức Phật Thích Ca là ai cho gì ăn đấy, bởi vì Đức Phật quan niệm thế này, nếu nhưng mà một con vật đang sống thì nó đang hàm chứa một linh hồn, vì vậy chúng ta đè ngửa nó ra chúng ta giết thì có nghĩa là mình giết cả linh hồn nó, giết tức là gì ạ? đuổi linh hồn ra khỏi xác để cướp xác để ăn. Nhưng mà nếu con vật đấy nó đã chết rồi thì mình ăn thoải mái, bởi vì lúc bấy giờ linh hồn nó đi rồi, còn mỗi thể xác đại loại là thằng nào nó trốn nhà nó đi và nó vứt sổ đỏ lại thì mình vào nhà nó mình ở là không phải là cướp giật không ác nhưng mà nó đang ở nhà nó có sổ đỏ xong mình vào mình giơ súng mình bắn ừ, xong rồi là đuổi nó đi thế là mình cướp nhà nó thì như vậy là ác và con người mình thì thường xuyên đuổi linh hồn của nó ra khỏi thể xác của nó của con vật ấy xong sau đó lấy thể xác của nó để sơi thì như vậy là lấy sinh mạng của chúng sinh để nuôi sinh mạng của bản thân mình thì như vậy trong đạo phật thì cũng không khuyến khích cái việc đấy nhưng mà trong đạo phật nguyên thủy thì là cho gì ăn ấy chứ không chấp pháp đến mức độ là cứ thịt của động vật là không ăn vậy có nghĩa nếu động vật đang sống mà anh giết ngoéo nó ra xong đuổi linh hồn nó ra khỏi xác để anh chén thì việc đấy là ác con nếu con vật nó chết rồi và thịt của nó còn lại thì bản chất nó chỉ là vật chất thôi thì tùy duyên nếu có thì ông vẫn cứ sơi thế còn sau đó thì mọi người với ứng dụng cái này vào đời sống uh, là ăn chay sau này uh, đại thừa Với bắt đầu mới chuyển sang ăn chay và cụ thể thì họ muốn ăn chay là giảm đi cái nhu cầu giết chóc và lượng con các con vật bị giết nó giảm đi như vậy cũng là một cái pháp tốt cái câu chuyện thứ hai chính mình ăn chay thì cơ thể mình cũng khỏe và bệnh tật nó cũng ít hơn như vậy là nó cũng sinh ra những cái lợi lạc nhất định về phần thân vậy thì pháp nào cũng được không đúng không sai quan trọng nhất là mình cảm thấy an vui và thoát đi tám cái nỗi khổ thì như vậy đều là đúng còn nếu mà dù phật đại thừa hay phật nguyên thủy mà con vật nó đang đi đứng bình thường thế này mình đè ngửa ra mình giết xong mình lấy thịt nó ăn thì về pháp phật nào cũng không đồng tình với chuyện đó nhưng không phê phán bởi vì tầng bậc nào căn cơ nào thì ăn uống và xử lý sinh hoạt theo chuỗi thức ăn kiểu đó ví dụ bạn là con hổ mà tôi bảo bạn là ăn chay đi để thành phật thì rõ ràng là tôi biến bạn trở thành tu tham bởi vì bạn là căn cơ của hổ thì thôi bạn ăn ít thịt đi thì là được cho nên pháp của đức phật là pháp dành cho những kẻ tham lam hóc nhiều thì là thiểu dục chi túc nhưng mà nếu mà đã thiểu dục chi túc rồi thì đức phật lại ra cái pháp mà nó lại sâu hơn tức là đòi phải là tầng bậc cao hơn đấy là ly dục ly ác pháp sinh thiện tăng trưởng thiện từ lấy ví dụ như vậy thì như vậy để cho bạn hình dung ra là ăn chay hay ăn mặn cũng không quan trọng quan trọng nhất là bạn biết cách nào đấy đừng để mà gì ạ à, phải giết động vật và tăng quá tăng cái lượng động vật lên quá nhiều để lấy sinh mạng nó để mình ăn thì như vậy là một cái việc mà không khuyến khích thế còn trong cái chuỗi thức ăn thì mình là người thì mình cũng vẫn phải ăn nếu mình là hổ thì mình vẫn phải ăn nhiều hơn và mình là châu bò thì đương nhiên mình ăn cỏ rồi nhưng không có nghĩa là cứ ăn chay như vậy thì châu bò cũng thành phật cho nên chúng ta không nên chấp pháp rồi câu chuyện là tiếp theo bạn hỏi tôi là tôi có ăn chay không thì tôi trả lời là uh, không tôi tùy uh, tùy tùy thuận có gì thì ăn lấy thế còn thỉnh thoảng mà một mình hay là đi với mấy thầy trò thì có thể rủ nhau đi ăn chay nhưng không có nghĩa là ăn chay trường tùy thuận còn tôi thì tu đến đâu rồi thì tôi vẫn nói với mọi người là tôi là tu được từ rốn trở lên rồi còn từ rốn trở xuống là vẫn đang tu dở dang chưa xong cho nên là đấy nhân tiện anh hỏi thì tôi cũng trả lời đến tận cùng như vậy đấy báo cáo à, các anh như vậy rồi cảm ơn câu hỏi của bạn cảm ơn à, hậu phạm rồi vâng anh nguyên có đặt câu hỏi thế này thầy cho em hỏi thầy có tin vào làm nhà xong thì gặp hạn không ạ à? thưa anh anh nguyên là tôi có tin và hạn nó đến từ đâu thì thưa bạn hiện nay xây nhà rơi vào ba cách xây nhà cách một là mình tự mua vật tư mình tự chạy vật tư mình tự giám sát vật tư và mình chỉ thuê nhân công thôi ừ thuê thiết kế và thuê nhân công thì cái quả này là thường xuyên bị mắc phải câu chuyện là khi mà mình làm nhà thì mình rất cảm xúc khi đi mua vật tư ấy mình rất cảm xúc thì thông thường mình hay chọn những cái thứ mà mình đẹp mình ưng ý thì bao giờ mình cũng cố lên một tí và anh chị hình dung là cứ cố mỗi một sản phẩm mà nó chỉ lên 20 phần trăm thôi tức là một sản phẩm từ 10.000 lên 12.000 thì một cái nhà 10 tỷ nó có thể lên 12 tỷ đấy thì như vậy là khi mình đi mua và mình dính vào trạng thái một là bị đội dự toán ngôi nhà lên, tức là mình có 3 tỷ thì mình lại làm nhà mất 5 tỷ. Còn chưa kể trong giai đoạn chạy vật tư cho cho nhà thầu thì mình còn phải như con thơ và chạy đi chạy lại và dẫn tới tình trạng là vừa lo về tiền bạc công nợ, vừa lo về việc xây nhà như thế có đúng chất lượng không, vừa lo chạy vật tư chạy đôn chạy đáo và có khi xây xong nhà kiệt sức và lại bị người ta đòi nợ thì lăn quay ra chết thế là bảo là hạn làm nhà hạn gì mà hạn ngu chứ hạn cái gì cho nên khi làm nhà người ta phải làm hết dự toán làm thiết kế bóc tách dự toán khối lượng vật tư chủng loại vật tư và biết được cái ngôi nhà đấy là bao nhiêu tiền và nhà mình có bao nhiêu tiền có xoay sở được thêm tiền hay không có cần vậy thì phải làm đến mức độ như vậy hay là chỉ cần mình có bao nhiêu tiền làm bấy nhiêu cho nó an lạc thì mọi người thường không làm bài toán này và khi xây xong nhà thì nợ ôm một cái cục nợ vài tỷ và sau đó thì có khi xây xong lại bán cái nhà đi trả nợ hoặc xây xong ra đường cứ ngơ 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 xong rồi đi xe máy ngơ 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 nó tông cho phát lăn quay ra chết bảo hạn làm nhà đấy đấy là hạn do làm nhà ngu chứ không phải do hạn làm nhà câu chuyện thứ hai là uh, lần này anh khôn hơn anh xây nhà nhưng mà uh, anh không uh, không chạy vật tư nữa uh, anh lại gì ạ à? khoán mua vật tư người ta mua vật tư anh không trực tiếp chạy vật tư thì anh được cái thời gian dôi ra nhưng bản chất dự toán vẫn nổ vẫn nổ dự toán và thậm chí nó ức chế tâm vì đôi khi nhà thầu họ mua những cái vật tư nó chưa chắc đã đúng chất lượng Hoặc họ mua đúng chất lượng nhưng mình chưa chắc đã biết nghiệm thu Dẫn tới rất nhiều tranh luận trong quá trình xây nhà và ức chế tâm Dẫn tới là khi mà cơ thể của mình nó không được thoải mái bình thường Thì bệnh tật nó xuất hiện hoặc tham gia giao thông nó cũng gặp nguy hiểm Và cuối cùng đấy chính là hạn Vậy tôi khẳng định là có hạn là nhà không? Có và hạn đó chỉ đến với những người như thế nào đến với những người ít tiền mà muốn xây nhà to và ít tiền mà lại không biết cách xây nhà khoa học cho nên dẫn tới nó bị nổ dự toán và cuối cùng cụ bị gì ạ à? ờ, như thằng lẫn vậy xây xong nhà bị nợ và đau khổ rồi dần dần bị bệnh tật hoặc bị tai nạn chết bảo đấy là hạn làm nhà và chúc cho cả nhà mình cũng không nên dính vào cái câu chuyện hạn làm nhà kiểu đấy và để giải quyết được bài toán này thì chính vì vậy vừa rồi mấy anh em chúng tôi gồm những cái đồng chí nhà phân phối được gọi là là cũng là các ông trùm trong làng phân phối vật liệu xây dựng thì bọn tôi có trước mắt giai đoạn 1 là bọn tôi góp với nhau xấp xỉ 100 tỷ để mở ra một cái tập đoàn để làm chuỗi cửa hàng phân phối vật liệu xây dựng. Trên cơ sở có một cái phần mềm kiểm soát dự toán cho xây nhà cho khách hàng, đồng thời là sau đó bọn tôi sẽ xây một cái chuỗi trên toàn quốc ước khoảng hơn 1.000 điểm và mục tiêu là phải đầu tư thêm rất 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 nhiều nghìn tỷ nữa thì mới hoàn thiện được cái chuỗi như thế này thì đấy cũng là cái chuỗi building store mà bọn tôi dự kiến sẽ sẽ đang triển khai giai đoạn này đang đóng concept và cũng chính là đi giải quyết cái nỗi lo và nỗi đau cho hạn làm nhà cho khách hàng đấy ạ rồi cảm ơn câu hỏi của bạn và nguyễn hữu thắng có đặt câu hỏi có cách nào à, có cách là bạn đặt mục tiêu cụ thể cộng mục tiêu đó không phải phục vụ mỗi cá nhân mà còn phục vụ cộng đồng xã hội à đây chắc là anh em tự giải thích cho nhau đúng không ạ và... vâng vâng đông chu có đặt câu hỏi thầy cho em hỏi vô lượng kiếp là gì em cứ bị loay hoay giải thích không cặn kẽ mỗi lần chia sẻ với người khác ạ à. thế thì thưa với bạn rằng bạn hãy tưởng tượng thế này yeah. nếu như mà buổi sáng ra mà bạn ghét một người nào đó và bạn cần đến giải quyết thì việc đầu tiên là buổi sáng đấy bạn sẽ tìm đến người ta hoặc là móc điện thoại ra nhắn tin chờ ý người ta hoặc nhắc người ta hoặc nói cạnh khóe người ta thì do mình gì ạ à? mình ức chế tâm mình có thù hằn thì bắt đầu nó sinh ra hành động có cái hành động đó thì cái tâm thức bên trong con người bạn nó rất là uất ức khi nhắn tên có đúng không ạ và khi tâm thức mà nó uất ức như vậy thì ngoài mặt của bạn cũng chẳng vui vẻ gì vì vậy buổi sáng ra nếu bạn có thù hận và nhắn tin đòi nợ đứa nào đó thì hoặc là chửi bới nó thì cái động tác là vô minh sinh hành hành sinh thức thức sinh danh sắc tức là danh sắc là cái thần thái của bạn vậy thì khi mà cái thần thái của bạn biểu hiện ra, thì đương nhiên là có cái danh sắc ra, thì cái ngũ căn, thì cái ngũ căn của bạn sẽ nghe theo cách cách mà tâm thức của bạn nghe, tức là trong cái thế giới vũ trụ này, mọi thứ nó trả về đối đãi với con người chúng ta là như nhau, nhưng do bên trong tâm thức của mỗi người là khác nhau, cho nên đón nhận những cái đối đãi của thế giới này là khác nhau. Tôi lấy ví dụ. À, có phải mọi người đều nghe Tuấn livestream thế này. Nhưng trong tâm thức của mỗi người là khác nhau. Cho nên về mặt đối đãi thì Tuấn không gặp ai cả Và Tuấn đều trao đổi online thế này. Nhưng trong tâm thức của mỗi người khác nhau nên đón nhận những chia sẻ của Tuấn sẽ khác nhau. Và có những người thì bảo là thằng này nói phét, có những người thì bảo thằng này có tiền nói gì chả đúng, có những người bảo là thằng này đã nghèo mà lại còn nói to. Ví dụ như thế có người thì bảo thầy nói hay quá Cho nên là cùng một cách mà Tuấn đối đãi Nhưng mỗi một người có một sự lựa chọn để đối đãi lại với Tuấn là khác nhau Chúng ta sống trong thế giới này cũng vậy Chúng ta đều nhận được sự đối đãi này của thế giới dành cho mỗi người là như nhau Nhưng sự đón nhận sự đối đãi của thế giới này dành cho chúng ta khác nhau là do tâm thức của chúng ta hàm chứa, tham, sân, si, mạn, nghi khác nhau. Như vậy Danh sắc Thì sinh lục nhập Như vậy chúng ta đón nhận Lục nhập thì tương tác với xúc trần Xúc trần thì tạo ra khi mình có được Tai mắt mũi lưỡi Tức là 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 bài ý thức đấy thì gọi là, là 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 lục nhập khi tiếp xúc với xúc trần tức là tiếp xúc với trần gian này thì bắt đầu nó với sinh thọ thọ tức là gì ạ cái cảm xúc và đã thọ thì là đương nhiên sẽ xuất hiện cảm xúc là yêu và đã yêu thì thường là bảo vệ người mình yêu gọi là thủ mà đã thủ đến mức độ mà bảo vệ nó đi theo bảo vệ nó thì kiểu gì cũng muốn bê nó về làm vợ của mình và hữu khi hữu xong thì mối quan hệ ấy là quan hệ lâu quá thì nó thành sinh già xong cuối cùng là bệnh chết vậy thì trong 12 nhân duyên mà ông phật ông ấy nói ấy, là vô minh sinh hành nếu mình còn ngu thì mình còn quay đến cái chỗ đó nếu mình gì ạ à, chán cái chỗ đó rồi thì cái bước hành của mình sẽ chuyển đi chỗ khác thì được gọi là siêu thoát hay được gọi là 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 giải thoát đấy vậy nếu mình còn muốn đi kiếm tiền thì mình vẫn phải đến cơ quan có đúng không ạ một vòng đầu tiên ấy còn nếu mà mình còn yêu cô nào đó thì vô minh thì nó vẫn sinh hại. vẫn phải mò đến nhà cô ta mà hành thì sinh thì ạ à? tâm thức đến đấy đã yêu rồi thì bố mẹ cô ta nói gì mình cũng nghe tai nó giỏng nên nó nghe không dám cãi cái câu nào cả mà đã nghe như vậy thì bắt đầu nó sinh ra danh sắc là trông mặt nó đần thối ra mẹ nói gì cũng cười ruồi và gật gù đấy mà đã danh sắc như vậy thì cái lục nhập nó nhập thông tin vào nhanh lắm Ông bố vợ bảo nói cái gì nghe ngay Bảo mai 5 giờ sáng đến đón em đi làm 4 rưỡi có mặt luôn Mà lục nhập thì dần dần là chỉ được chở cô ấy đi là thấy gì là vui vẻ Và nói chuyện với cô ấy dần dần là thấy yêu Yêu xong bảo vệ xong cưới mang về Mang về mà nếu ly hôn xong Thì lại thích đúng một cái con có phong cách như vậy nữa Thì lại vô minh lại sinh hành lại lấy tiếp vợ hai Xong lại về già Xong lại chia tay xong lại lấy tiếp vợ ba Tức là để mọi người hình dung là một cái chuỗi con người nó vận hành như vậy và Đức Phật gọi là 12 nhân duyên. Và trong 12 nhân duyên này thì uh, danh sắc sinh lục nhập, lục nhập, sinh xúc trần, tiếp xúc với xúc trần, xúc trần, sinh thọ, thọ sinh ái, ái sinh thủ, thủ sinh uh, hữu, hữu sinh, sinh lão, sinh lão, sinh bệnh tử. Thì như vậy là nó chiếm 8 cái nhân duyên và tám nhân duyên này được gọi là tám nhân duyên ở phần dương tức là phần đời sống của chúng ta. Sau khi mình chết đi, như vậy cái đời sống của chúng ta tám nhân duyên này được gọi là một kiếp. Sau đó mình còn vô minh thì mình lại sinh hành là muốn đi đầu thai. Mà muốn đi đầu thai thì tâm thức của mình là chó thì danh sắc của mình, thân xác của mình lại là chó. Tâm thức của mình là Phật thì thân xác của mình không còn nhưng mà tâm thức của mình là người mà an yên tử tế thì cái danh sắc của mình nhìn mặt nó cũng tử tế cho nên bốn cái nhân duyên cuối là vô minh sinh hành hành sinh thức thức sinh danh sắc vô minh sinh hành hành sinh thức đấy ba cái nhân duyên đấy thì bản chất ba cái nhân duyên đấy chính là gì ạ à? phần âm mà là chúng ta gọi là âm thôi nhưng mà thực ra nó là bản chất là thông thường thôi nó là cái phần gì ạ chuyển đổi 12 nhân duyên đấy vậy thưa bạn là như vậy một kiếp thì bao gồm danh sắc tức là chúng ta đẻ ra đẻ ra xong thì chúng ta có 6 căn có 6 căn thì mình tiếp xúc với 6 trần có 6 trần thì mình sinh ra cảm xúc với cái nơi mình đến những cái người mình gặp có cảm xúc yêu ghét cái người mình đến à, người mình gặp nơi mình đến thì bắt đầu nó sinh ra gì ạ à? ừ. yêu mến họ yêu mến xong thì bắt đầu là sinh ra bảo vệ họ thủ đấy bảo vệ xong thì muốn gì ạ à? sở hữu họ sở hữu họ xong thì bắt đầu đến một cái giai đoạn là sinh già bệnh chết tức là vô thường và cuối cùng nó kết thúc một đời người. Và khi kết thúc một đời người như vậy thì bắt đầu chúng ta lại nếu còn vô minh thì chúng ta lại muốn quay lại trần gian này và như vậy chúng ta lại đầu thai một kiếp tiếp. Vậy có luân hồi không? Có. Và để hiểu được vô lượng kiếp bạn về nghiên cứu 12 nhân duyên. Tôi nói như vậy sơ sơ bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Để cho bạn dễ hình dung. Chứ còn nếu mà đọc đúng ngôn ngữ thuần. Của đạo Phật thì. Khó hiểu lắm đấy. Cho nên cố mà hiểu. Rồi. Nhá. Ừ, tôi giải thích như vậy để mọi người dễ hiểu hơn. Rồi cảm ơn Đông Chu. À, rồi. Chúc bạn. À, sớm. Thoát khỏi cái vòng luân hồi đau khổ này. Rồi. Phan Văn Nguyên có đặt câu hỏi dạ con chào thầy Tuấn ạ à. thầy ơi làm sao để hai người khác nhau cả ba thân tâm tuệ đi chung một hướng ạ à? con cảm ơn thầy nhiều vâng à, ví dụ như là tôi với lại à, anh Hiếu nhà tôi thôi thì đương nhiên, đương nhiên là hai thằng này là khác nhau về phần thân tâm tuệ rồi à, thân tôi là bây giờ là à, không thể sở thích chơi với nó cái gì là thua rồi nó khỏe hơn tôi rồi ờ, tuệ tôi thì đương nhiên là cao hơn tuệ nó rồi nó không đỡ được rồi tâm mình cũng có thể rộng bao la hơn tâm nó nhưng mà tại sao lại vẫn chơi được với nhau vậy thì nếu hai thằng khác nhau mà chơi với nhau thì thằng cao phải lùi xuống để hy sinh cho thằng thấp cho nên khi mà trên cái cuộc mà mà đi với nhau thôi bọn tôi đi phượt thôi thằng đi nhanh thì phải chấp nhận đi chậm lại để chờ thằng đi chậm thì mới được gọi là đi cùng với nhau đi cùng hướng chứ còn nếu mà thằng đi nhanh mà mạnh mình mình đi thằng đi chậm nó theo không kịp thì nó đi lạc thì có phải mỗi thằng lại đi một hướng không vậy cho nên nếu hai người khác nhau về thân tâm tuệ muốn đi chung một hướng thì người trưởng thành hơn phải chấp nhận hy sinh và chấp nhận đi chậm lại để dìu dắt người thấp hơn con nếu bạn không chấp nhận sự hy sinh đó thì đương nhiên sẽ là hai hướng hoặc là đi cùng một hướng nhưng không đồng pha người đi trước người đi sau để bạn hình dung như vậy cho nên hỏi có cách nào để hai người khác nhau thân tâm tuệ đi cùng một hướng không câu trả lời có có tức là người đứng ở tầng cao hơn phải hy sinh cho người ở tầng thấp hơn cụ thể là hy sinh dừng lại giang tay ra dẫn họ đi và hướng dẫn cho họ đi nhanh được như mình thì như vậy mới có cơ hội đi cùng với nhau được rồi cảm ơn bạn Một số con trai 13 tuổi thì không được hỏi trên này con nhé. Bởi vì là bác giải quyết cái đạo Phật sau này sẽ theo bố mẹ thôi. Chứ bây giờ bác trả lời cả 13 tuổi thì hơi khó rồi ạ. À. Lê Đình Hưng có đặt câu hỏi. Thầy cho em hỏi đạo Phật là khoa học nhưng dường như không đề cập tới tần số năng lượng. Hiện nay em thấy có nhiều nhóm tổ chức về khoa học tâm linh. À, hay chữa lành có liên quan tới khái niệm tần số năng lượng, hoan hỷ chia sẻ về khái niệm này ạ. À. Vâng thưa bạn, à, bạn thích gọi tên nó là cái gì thì nó là cái đấy thôi. Ừ. À, có phải bạn nhìn cái hình vẽ của ông Phật có cái hào quang tỏa ra đấy không ạ? À? Vậy hào quang ánh sáng nó là cái gì? Ánh sáng vốn dĩ nó là lưỡng tính sóng hạt đúng không? vậy nó vẫn có tần số mà vậy thì ngày xưa họ gọi là hào quang còn bây giờ bạn đổi ánh sáng bạn gọi là tần số bản chất tần số là bạn gọi vào giá trị lõi còn người ta gọi là hào quang là người ta gọi vào hình tướng nó đâu có khác nhau vậy câu hỏi thứ hai vẫn vế thứ hai vậy thì như vậy là khoa học ngày nay có dựa trên nền tảng của đạo phật không mà đo năng lượng tần số cái tần số năng lượng thế thì như vậy là bạn hình dung thế này trong cơ thể mình vốn dĩ toàn bộ nhịp tim và huyết áp của chúng ta là nó hệ thống vận động là phản xạ tự nhiên chứ không phải phản xạ có điều kiện tức là mình đẻ ra thì nhịp tim nó đã đập rồi và bảo mình ngồi mình bảo nó là mày đập nhanh lên cho tao nó cũng không đập nhanh được mà mình bảo là mày đập chậm lại cho tao nó cũng không đập chậm được mặc dù nó là của mình thế nó mới đau chứ nhưng không điều khiển được vậy khi nào thì nhịp tim nó nhảy chỉ thưa bạn là khi gì ạ à? à cái tâm của bạn nó thay đổi à, thì khi mà bạn tham sân si mạn nghi lên một cái ví dụ thằng nào nó dọa nó giết bạn một phát là ngay lập tức cái cảm xúc gì ạ cái cảm xúc sợ hãi của bạn nó xuất hiện ngay lập tức tức là cái thọ cảm thọ nó xuất hiện và khi cái cái cảm xúc của bạn nó xuất hiện cảm thọ nó xuất hiện và nó đẩy ngay vào cái tâm của bạn là tâm sợ hãi thì ngay lập tức là nhịp tim nó sẽ đẩy mạnh hơn vậy bạn hình dung thế này toàn bộ sinh mạng của chúng ta nhịp tim của chúng ta huyết áp của chúng ta là do cảm xúc của chúng ta nó điều khiển vì vậy bạn sợ hãi điều gì tim của bạn đập nhanh hơn bạn thổn thức với điều gì tim của bạn đập nhanh hơn bạn cảm thấy an lạc và tĩnh tại thì tim của bạn đập chậm hơn và bản chất khi mình đập chậm hay đập nhanh tim đập chậm hay đập nhanh thì chính là tần số năng lượng của con người nó toát ra vì vậy những người họ tĩnh tại ở trong tâm ấy ở trong cảm xúc ấy thì năng lượng của họ toát ra rất là lớn và làm cho những người xung quanh bị ác mất năng lượng tôi lấy ví dụ khi bạn gặp một người mà bạn chửi họ tâm họ vẫn tĩnh bạn khen họ họ vẫn tĩnh tức là họ không có cái biểu hiện gì là quá vui hay quá buồn nào nếu mình là người nói chuyện với họ đi bắt đầu mình có sợ họ không bắt đầu cảm giác thằng này trì nhỉ trì chính là biểu hiện gì ạ năng lượng cho nên những người họ giữ được cảm xúc trong nghịch cảnh lẫn thuận cảnh thì đấy là những người họ có bản lĩnh và năng lượng của họ rất là tốt còn những người mà hơi vui một chút mà đã vui quá rồi có những người hơi buồn một chút đã muốn tự tử rồi thì những người đó là những người không có năng lượng và bản chất chúng ta gọi là không có nội lực và cái đó hoàn toàn có thể dùng gì ạ ờ, các cái máy đo tần số về mặt năng lượng để kiểm tra được Vậy thì người ta đo được cái tần số năng lượng cho của con người thông qua tần số dao động của nhịp tim. Và hoàn toàn tìm ra được và tần số dao động của nhịp tim là do bản lĩnh của con người đấy với các ngoại cảnh bên ngoài để tạo ra giữ được sự ổn định về mặt cảm xúc. Đấy, thì thưa với bạn, như vậy từ ngày xưa đạo Phật đã phân tích là gì ạ? Thọ. Đúng không? Tâm sinh là gì? Tâm ra sinh ra thọ. Tức là tâm mình sân À, thì sinh ra cái cảm xúc ừ. sợ hãi hoặc là điên tiết hoặc là nóng tính nhưng ngược lại tâm mình cái cảm xúc sợ hãi thì sẽ làm cho tâm mình gì à? nó sân hận và nhịp, nhịp tim nó đập mạnh và nó điều khiển toàn bộ năng lượng của con người à, thì bạn phải hiểu như vậy nó rất là khoa học còn trước đây người ta gọi là vầng hào quang còn bây giờ người ta dùng được máy người ta đo được thì người ta gọi là tần số năng lượng của từng con người rồi cảm ơn bạn như vậy là hoàn toàn khoa học nhé chứ không hề ma mị rồi ạ à. huỳnh trí thông có đặt câu hỏi thầy ơi em có thắc mắc là tại sao định lại sinh tuệ thầy khai sáng giúp em em cảm ơn thầy vâng à, thưa bạn nếu bây giờ mà bạn tôi cho bạn một ngày đi xem một cái nhà và bạn đến cái ngôi nhà đó bạn ngồi một suốt một ngày đó bạn tĩnh tại bạn chỉ tìm hiểu về đúng một cái ngôi nhà đó với một ngày mà tôi giao cho bạn tìm hiểu 10 cái nhà và bạn chạy vèo một cái bạn lại chạy đi hỏi Ai hiểu thấu về ngôi nhà hơn? Thì câu trả lời, cái người mà họ tìm hiểu một cái ngôi nhà đấy trong một ngày, họ sẽ hiểu sâu sắc hơn về ngôi nhà. Cho nên trong cuộc đời này tha được 2 điểm 10, chứ đừng được 10 điểm 2. Nhưng để mà ngồi mà nghiên cứu hết một cái nhà như vậy, thì tâm nó phải gì ạ? Định. Định tức là bản chất là ông phải kiên trì, ông ngồi, ông xem hết nhưng mà trước khi giải quyết cái định sinh tuệ thì tôi phải giải thích thế nào là trí tuệ đã để cho mọi người dùng cái này nó hay hơn à hôm qua thì tôi có gặp mà một cậu lập trình một kỹ sư công nghệ thông tin là siêu cao thủ ở việt nam cậu ấy làm những cái dự án được gọi là kỳ lân và thành công nhưng mà thực ra cậu không thành công tương xứng với những cái thứ cậu tạo ra thì cậu ấy gặp tôi cậu hỏi là thầy có thể Chia sẻ với em là lý do em không thành công được không ạ Thì tôi bảo với cậu ấy là Bản chất Là cậu rất thông minh Cho nên cậu đi thi Toán lý hóa quốc gia Cậu được chuyển thẳng vào đại học Và cậu học bất cứ cái gì đều nhanh hơn người Nhưng đó Chính là con dao hai lưỡi mà nó giết chết cuộc đời cậu vì thông minh nó là phương tiện và cách sử dụng trí thông minh nó mới là tuệ cũng giống như là con dao sắc nó là phương tiện nhưng cách sử dụng con dao sắc nó mới là trí tuệ vậy thì bạn học rất giỏi bạn có tất cả những kiến thức mà người khác chưa chắc đã có nhưng bạn không có kỹ năng sử dụng nó cho nên nó không thành một cái đóng gói được thành kết quả và đó là trí tuệ. Và nguy hiểm nhất là khi bạn thông minh thì bạn phải biết lúc nào cần thông minh và lúc nào cần phải ngu. Tức là khi bạn có con dao sắc thì không phải lúc nào bạn cũng cầm ra bạn dọa người ta mà vấn đề là lúc nào bạn mang ra và lúc nào bạn phải cất nó đi. Thì khó lớn nhất của con người chính là khi bạn thông minh nó như con dao sắc và bạn gặp ai bạn cũng dơ nó ra và trí tuệ chính là việc lúc nào phải biết moi con dao ấy ra và lúc nào phải cất con dao ấy đi thì tương tự như vậy người trí tuệ là họ sở hữu phương tiện thông minh và lúc nào họ biết cần phải thông minh và lúc nào họ biết cất cái thông minh ấy đi chứ người trí tuệ thì không thể không thông minh được. Trí tuệ đương nhiên phải đi kèm với thông minh. Nhưng trí tuệ hơn thông minh một tầng là lúc nào biết dùng thông minh, lúc nào biết cất cái thông minh ấy đi. Cái đó là khó. Cho nên học khôn có thể học 10 năm chứ để học mà cất cái khôn đi có khi học cả đời. Và phần lớn những kẻ mà học giỏi không thành công ấy là vì nó quá thông minh nó đi đến bất cứ đâu nó cũng mang cái thông minh ấy ra và nó làm cho người ta bị cay cú bị bất an bị, bị 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 rủi ro cho nên họ không dám dùng thằng thông minh quá và vô tình bạn đã bị chết kẹt trong cái sự thông minh đó thì đấy là chia sẻ của tôi về trí tuệ cho nên mà muốn sử dụng được trí thông minh thì bạn phải định định ở đây là gì tĩnh tại đừng để cảm xúc nó điều khiển mình đừng vì sợ hãi nó điều khiển mình đừng để tham lam nó điều khiển mình đừng để ngạo mạn nó điều khiển mình đừng để si mê nó điều khiển mình và tất cả những cái thứ đó nó nôi sành sạch mình đi tham sân si mạn nghi nó nôi sành sạch mình đi và nó làm cho tâm mình không định cái định này là đức phật đang nói về chuyện định tâm chứ không phải ngồi y một chỗ định thân đâu mà là định tâm, cho nên là uh, phải tĩnh tại ở phần tâm, thì bạn mới sử dụng được tất cả cái phần mà trí thông minh mà bạn có, lúc nào dùng, lúc nào cất đi. Và nếu để tâm ngạo bạn nó lên thì lúc nào cũng móc ra ngoài. Ừ. Nhưng mà nếu mà để tâm mà si mê nó lên, uh, thì lúc nào cũng móc ra để chứng tỏ với cô người yêu, với ông bố vợ. Uh. Nhưng nếu mà để tâm tham lam nó lên thì lúc nào cũng móc trí thông minh ra để kiếm tiền của thằng biến tiền của thằng khác thành tiền của mình. Nếu mà có tâm nghi ngờ thì suốt ngày đưa trí thông minh lên, cái gì cũng phải logic và cái gì không logic được bố mày không tin. Và trí thông minh nó như con dao hai lưỡi và nó giết chết cuộc đời ta nếu không tỉnh táo. cho bắt buộc phải có trí tuệ sử dụng trí thông minh. Nhưng mà nếu có trí thông minh mà không có trí tuệ nó còn nguy hiểm thế này nữa cơ nó lại còn không tin bất cứ ai nói vì nó thông minh mà cho nên nó không thể tin bất cứ ai nói trừ khi nó logic được nó lại còn nguy hại như vậy cơ cho nên đôi khi phải có những người phải đủ năng lượng để khai mở cho những người thông minh đấy thì nó nên được cái tầng trí tuệ thì cuộc đời họ thay đổi kinh khủng luôn rồi ạ à, cảm ơn câu hỏi của bạn một câu hỏi rất là hay yeah. Anh yếu ơi anh yếu ơi anh yếu đâu rồi vâng học nguyên có chia sẻ thế này thầy có thể chia sẻ về tư duy của đức phật từ lúc đức phật thời trẻ cho đến khi nhập niết bàn được không ạ em cảm ơn vâng à, thưa bạn À uh, thực ra đây cũng chính là một trong những chủ đề mà tôi muốn chia sẻ. Và để chia sẻ cái này nó phải kéo dài 3 ngày. 3 ngày thì tôi gọi là cơ chế của Đức Phật ra pháp. Tuy nhiên thì bạn đã hỏi ở đây rồi thì tôi sẽ dành khoảng 3 phút để nói về thậm chí là 10 10 phút gì đó thì nói vấn đề này thì cả nhà với 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 hiểu hết được ạ. À. Thì uh, mới hiểu sơ sơ thôi. Cả nhà có đồng ý nghe cái chủ đề này không ạ? À? bạn ấy hỏi là tư duy của Đức Phật từ lúc Đức Phật sinh ra cho đến khi nhập niết bàn cả nhà có thích cái chủ đề này không ạ thì em em uống chén nước xong em sẽ chia sẻ vâng. rồi để em xem xem cả nhà có thích chủ đề này không ạ vâng có ạ có ạ vâng nè Thứ nhất là chúng ta hình dung là toàn bộ cuộc đời chúng ta sinh ra là để một loạt quá trình chuyển hóa tâm. Vậy thì chúng ta chuyển hóa từ tâm của vật chất tức là ham thích vật chất. Sau khi đủ vật chất thì mình chuyển hóa tâm sang tâm của ăn chơi, tâm của cảm xúc. Vòng thứ hai đấy, cả nhà nghe sẽ nghe, nghe, nghe 6 vòng chuyển hóa tâm rồi ạ sau khi có cảm xúc rồi thì chuyển sang cái tầng thứ ba là sợ chết tức là ăn chơi quá nhiều rồi bây giờ tiền nhiều tiền vừa nhiều này mà còn đang ăn chơi hưởng thụ còn nhiều này thì mà chết thì rất là nguy hiểm thế cho nên cụ sợ chết bắt đầu cụ tập trung vào vòng sinh mạng bắt đầu ăn gì uống gì ở đâu tập thể dục như thế nào thì khi mà đến đấy thì bắt đầu trí tuệ nó sinh khởi đến vòng thứ tư là vòng trí tuệ vòng thứ năm là vòng nghiệp lực có trí tuệ thì bắt đầu kết quả thành quả nó về rất là nhiều và bắt đầu chú muốn trao đi thì trong cái nghiệp lực thì ít thì là bố thí thực cao hơn là bố thí pháp tức là bố thí tuệ và cao hơn nữa là bố thí hẳn tư tưởng nó rộng mở thế như vậy là đến vòng nghiệp và hết vòng nghiệp thì bắt đầu với vào được cái vòng tâm không tức là chúng ta gọi là niết bàn đấy ạ tâm vô lậu đấy ạ vâng đến vòng niết bàn Vậy có 6 vòng Thì bây giờ chúng ta hỏi Là khi ông Phật ông ấy sinh ra Thì ông đã ở vòng nào Để bắt đầu chúng ta mới bàn được cuộc đời ông ấy Tức là chúng ta bàn được điểm xuất phát đấy Vậy thì có phải khi ông Phật ông ấy sinh ra Là ông ấy đã no đủ vật chất rồi Vàng bạc đeo đến mức độ mà Mà cái cô giúp việc phải đeo 30 phút Với hết đồ trang sức vàng bạc cơ mà Đeo nhiều hơn anh Phúc XO Đúng không? Như vậy Đức Phật ăn chơi chứ không phải đùa đâu Thứ hai vòng si mê Thì Đức Phật là uh, Vua cha là làm hắn cho một cái lầu xanh Để Đức Phật đến đấy ăn và uống rượu Ăn chơi uống rượu Và nhảy múa Lấy được vợ Thì đẹp nhất cái thời bấy giờ rồi Như vậy nó nói về vòng 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 si mê Vòng cảm xúc Thì không ai qua được Đức Phật Rồi, rồi. Xong tiếp tục Nói đến vòng sinh mạng thì ông ấy gì ạ? À? Có 32 tướng tốt mà từ bắn cung cho đến là chơi kiếm tất cả ông ấy đều cực kỳ giỏi. Như vậy vòng sinh mạng của ông quá tuyệt vời. Vòng trí tuệ thì ông đi học thầy nào? Thì học mấy hôm thầy hết chữ thì không đỡ được rồi. Vòng nghiệp lực thì nhìn thấy con chim chết để bà đã đa bắn một con chim mà rơi xuống ông cũng cứu tức là ông ấy vào đến đúng cái vòng nghiệp lực rồi mém chút nữa là nên vào gì ạ vào vòng trong như vậy là khi ông sinh ra ông đã ở niết bàn rồi 32 tướng tốt vì vậy chính mà vì vậy là 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 ông thầy xem tướng pháp cho đức phật ấy. là ông 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 cái gì nhỉ ông gì tư nhỉ ừ. đấy ông đã xem cho rồi và ông mới biết là đức phật là thành phật thì như vậy để mọi người hình dung là sinh ra thì đức phật đã ở mém cái đoạn đấy rồi vậy thì bây giờ chúng ta phải bàn đến cuộc đời đức phật thế thì chính vì mém lên Đức bàn cho nên khi mà đức phật thấy chiến tranh ừ. điện thoại sắp hết pin còn một ít thời gian nữa thì chết rồi nó hơi tối cả nhà cố gắng nghe nhé ừ. ừ thế thì khi mà đức phật sinh ra thì ông ấy thấy đất nước chiến tranh thấy mọi người chém giết thì bây giờ là ông ấy bức xúc nhưng không làm gì được với cái năng lực trí tuệ của ông ấy thì ông không làm gì được thì ông cứ đặt câu hỏi là tại sao mọi người phải hại nhau thế này phải chém giết nhau như thế này còn có nhiều cách mà ừ đấy thế thì rõ ràng là là ông phật là ông ấy rất đau khổ thế thì ông ấy thỉnh thoảng ông ra gốc cây ông ấy ngồi và chúng ta hình dung thì hình dung ra là có cái pháp tu gọi là tu tĩnh tâm. Tu tĩnh tâm. Và ông thiền tĩnh tâm. Ông ra gốc cây ông ngồi để cho nó tĩnh. Thế sau khi mà 26 tuổi thì ông mới đi tu. Đi tu thì nó chia làm mấy giai đoạn như sau. Giai đoạn 1 là ông ấy thiền vô sắc giới. Vậy ông thầy đầu tiên dạy cho ông Phật là vô sắc giới. À xin lỗi là sắc giới cho nên mọi người xem phim mà uh, uh, Buddha thì mọi người sẽ thấy hiếu ơi anh hiếu ơi cầm cho bố cái sạc ra sạc cho bố cái này xem cái bố đành phải nói bằng bằng loa ngoài vậy con dài giống vậy nhanh giống vậy cả nhà có nghe được không ạ nghe bằng loa ngoài này có nghe được không ạ alo ạ à, alo alo hiếu ơi hiếu ơi nhanh lên sạc cho bố cả nhà có nghe được không ạ rồi vâng thế thì thế nào gọi là là sắc giới sắc tức là những thứ hữu hình thì toàn bộ cái ông thầy đầu tiên đấy là ông dạy trong Phật ngồi để thiền, nhưng mà tư duy toàn bộ những cái thứ nhân quả của hữu hình, cho nên nó mới ra được cái đoạn là danh sắc sinh, lục nhập lục nhập sinh, uh, tiếp xúc với xúc trần nó mới sinh ra ái ái sinh ra, thủ thủ sinh ra hữu hữu ra sinh tử và bệnh chết. Thế thì như vậy mới giải quyết được một nửa của cái phần dương trong 12 nhân duyên thôi. Thì đến đây là đại ca chịu không giải thích được. Như vậy chỉ có logic của những cái thứ nhìn thấy trong cuộc đời này gọi là phần sắc giới. Thế thì Đức Phật mới đặt câu hỏi là vậy thì cuối cùng sau khi chết người ta đi về đâu? Linh hồn nó như thế nào? Không giải thích được. Và ông thầy thứ nhất không giải quyết được. Thì ông Phật đi tìm ông thầy thứ hai. Và giai đoạn hai là giai đoạn thiền vô sắc giới. Cho nên mọi người vậy thấy là xem trong cái bộ phim Buddha ấy, được sư bấy trắng ấy, là bấy giờ là ông thầy của ông Phật với ông Phật là toàn tưởng tượng là ngồi ở trên một cái không gian ở một trong cái đám mây thôi để giao để giao lưu để để trao đổi năng lượng với nhau à, thông qua một cái đám mây con cám ở kia kìa con nghiên cứu có chỗ cắm là được đấy thế thì và giai đoạn này thì toàn bộ là ông ấy liên kết những thứ vô sắc giới những cái thứ vô hình và cái đấy nó gọi là phần âm và sau khi kết nối cả phần âm phần duyên với nhau Thì nó ra được 12 nhân duyên Và từ 12 nhân duyên này Thì nó mới ra được Bắt đầu có cái tên là luân hồi Nó lặp lại thì gọi là luân hồi Bắt đầu có cái này nó sinh ra cái kia Gọi là nhân quả Cả 12 nhân duyên đấy gọi là chuỗi nhân quả Hay còn gọi là trùng trùng duyên khởi Để chúng ta hiểu từng cái khái niệm một Đấy Thì sau đó Là hết một vòng 12 nhân duyên thì đức phật mới hỏi thế này thế thì làm thế nào mà giải phóng được cơ thể mình nó hết cái 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 mười nhân duyên hết cái luân hồi này có làm gì phải hiểu không nhanh nhanh lên nào ừ làm sao cho nó hết cái luân hồi này thì con đường giải thoát thì bắt đầu đức phật mới nghe với, với 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 hỏi tất cả các thầy thì không có thầy nào giải quyết được thì ông mới nghĩ rằng là nếu mà tắt đi cái phần thân thì cái phần tâm nó sẽ xuất hiện Và bây giờ ông mới đọc được toàn bộ cái tâm con người Mới thoát khổ được Thì ông mới tu khổ hạnh Thì trong sóc suốt 6 năm Ông ấy cố gắng là triệt tiêu cái thân Để cái tâm nó xuất hiện Cái tuệ nó xuất hiện Nhưng rất đen là sau 6 năm Thì Cái tâm nó làm việc hết cỡ rồi à, Cái thân nó sắp chết rồi Mà cái tâm nó chưa ra được cái gì thì Đức Phật mới chợt nhận ra một điều là nếu không còn cái thân này nữa Hỏi lấy cái gì mà tu Thì Ông mới phát hiện ra một điều là Ngày xưa dưỡng cái thân này quá cũng không được Bây giờ triệt tiêu cái thân này Thì cũng không được Cho nên bây giờ phải chọn con đường trung đạo Mà chọn con đường trung đạo Thì ông ấy bây giờ ông mới thử Là thử tìm ra con đường trung đạo xem như thế nào thì bây giờ bắt đầu ông mới sang giai đoạn 49 ngày thì trong 49 ngày thì giai đoạn đầu tiên mà ông ấy thiền ấy là ông ấy tìm toàn bộ cái nỗi khổ của phần thân mình thì nó sinh ra cái nỗi khổ là sinh lão bệnh tử và cái đấy gọi là trong thiền tứ niệm xứ thì gọi là quán thân trên thân và mình mình quán đến cuộc đời mình từ lúc sinh ra và cuộc đời của những người xung quanh mình từ lúc sinh ra đến lúc chết thật sự không có ý nghĩa gì bị sinh lão bệnh tử. Đấy là nỗi khổ đầu tiên nếu có cái phần thân là chúng ta phải chấp nhận quy luật vô thường là sinh lão bệnh tử. Sinh lão bệnh tử. Sau khi mà ông quán xong cái đó thì ông tiếp tục là quán thọ trên thọ. Thì khi quán thọ trên thọ thì ông ấy phát hiện ra là cái cảm xúc của con người có rất nhiều nỗi khổ. Trong đó có yêu mà không lấy được nhau là khổ ghét mà gặp nhau là khổ cầu bất đã khổ và ngũ ấm sĩ thành khổ thì ông tìm ra được 8 nỗi khổ như vậy quán thân trên thân thì tìm được bốn nỗi khổ của thân quán thọ trên thọ thì tìm được bốn nỗi khổ của thọ thì ông mới tìm ra nguyên nhân gây ra cái 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 khổ này là cái gì thì ông lại tiếp tục quán tâm trên tâm thì phát hiện ra tham sân si mạn nghi và ông ấy tiếp tục ông ấy quán vậy thì con đường nào để diệt cái nỗi khổ này cái nguyên nhân của khổ này thì nó mới ra bát tránh đạo vậy là sau khi ngài quán xong được cái đó tứ niệm xứ thì ngài chứng ngộ và ngài nhận ra một điều là gì ạ vậy cứ diệt cái bọn khổ này đi là cuộc đời này chính là niết bàn chứ không phải đến chết mới vào niết bàn nhưng mà chúng ta đang hiểu niết bàn là một không gian khác ở đây không phải nó ở đây nếu mà mình diệt được khổ thì niết bàn nó là ở đây chứ nó không phải là không gian khác và nó nằm trong cuộc đời này. chứ không phải nằm ở một cuộc đời khác. Và sau đó ông quyết định ông mang cái này đi ông truyền cho mọi người. Thì ông nghĩ rằng truyền cho mọi người thì khó quá. Thì việc đầu tiên là phải tìm năm anh em Kiều Trần Như để truyền. Thế thì nhưng mà truyền thì bây giờ ông phải mô tả lại toàn bộ cái những thứ ông ấy suy nghĩ và đúc kết trong giai đoạn thiền thì ông ấy ra cái pháp đấy là tứ niệm xứ à, là là, là, là 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 tứ diệu đế là khổ đế là nguyên nhân của khổ là tập đế là, là niết bàn tức là gì ạ à? đạo đế à là khổ tập diệt đấy nếu diệt đi thì niết bàn nó là cái gì và đạo đế là con đường diệt khổ là bát chánh đạo thì ông ấy đúc kết nó ra trong thiền và ông quay sang ông ấy dạy tứ diệu, diệu đế này cho cho ông ông anh em ông 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 kiều trần như và khi dạy như vậy thì người ta gọi là dạy phần lý thuyết nhưng sau khi dạy xong thì đức phật mới cho năm anh em kiều trần như bảo bây giờ các chú ngồi lại và ngẫm lại những thứ anh chia sẻ theo đúng thứ tự như vậy cho anh bao gồm quán thân trên thân quán thọ trên thọ quán uh, tâm trên tâm và quán pháp trên pháp cho nên tứ niệm xứ là thân thọ tâm phạm nhầm một từ thôi lệch một từ là ngay lập tức mình không hiểu về đạo phật này thế thì năm anh em với với thiền mới ngồi ngồi để ngẫm thôi và sau này thì mọi người mới đặt câu hỏi là ngồi ngẫm vậy sao lại gọi cái tên nó nó quá bình thường như vậy thì anh em mới quyết định đặt tên là thiền chứ có cái gì đâu mà mọi người cứ ma bị nó lên thế thì khi mà 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 À, năm anh em ngồi với ngẫm lại tứ diệu đế của đức phật dạy theo cái cách như tứ niệm xứ mà thân thọ tâm pháp thì bắt đầu chứng ngộ và như vậy đạo phật gốc nó rất đơn giản chỉ có cái gì ạ à? 12 nhân duyên tứ diệu đế và tứ niệm xứ có vậy thôi nhưng mà khi mà dạy cho các ông tỳ kheo và các ông tỳ kheo đi bắt đầu lan truyền chánh pháp cho dân chúng thì nó khổ cái thế này. Là mấy ông thầy ấy thì người thì tầng người thì nó nhiều, thằng tham thì nó thích tiền, mà thằng nhiều Điều. tiền thì thích oai. Thế thì mấy ông thầy đi giảng cho nó mà toàn giảng nhầm hàng thôi. Gặp thằng thích tiền thì bảo là mày oai lên chứ. Nhưng mà gặp thằng uh, thằng 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 gặp thằng thích tiền thì bảo mày oai lên chứ nó bảo bố mày còn đang đi kiếm ăn chứ oai cái gì nhưng mà gặp thằng oai thì bảo bây giờ mày tập trung vào kiếm tiền nó bảo nhà tao đầy tiền thì bố mày giờ tập trung vào ăn chơi chứ như vậy là bắt đầu những cái pháp của đức phật ấy, nó lại không phải dừa dành cho từng người được mà nó phải bổ nhỏ hơn thế sau đó là đức phật mới dạy cho mấy cái ông đi dạy là làm thế nào để nhìn mặt nó nói chuyện với nó để nhận ra nó ở tầng bậc nào và nó ở tầng bậc nào thì sẽ nói chuyện với nó ở tầng bậc đó vậy thì bắt đầu Đức Phật mới mô tả ra là cách nhận diện thì sau này bắt đầu các bố phát triển nó thành môn tướng học hết sức vơ vẩn Môn nhân tướng học ấy. cũng dựa trên cái cái mô tả đấy thôi ví dụ như người, 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 tôi đi tôi dạy tôi bảo là anh em muốn chia sẻ cái cách bán hàng chẳng hạn thì ông khách hàng mặt mũi như ông thế này thì ông ấy sẽ thích giảm giá mặt mũi ông ấy thế này thì là ông ấy thích thế nọ ông thích thế kia thì mình đưa ra một số cái pháp vậy thôi nhưng mà vô tình nó lại trở thành một hẳn một cái môn gọi là nhân tướng học trong bán hàng thế nó mới đau chứ là nhân tướng học trong đời sống thế thì sau khi nhận diện thì ông phật ông bắt buộc phải kẻ một cái ô gọi là cái bảng liệt kê nhận diện và pháp thì ông Phật ông ra tiếp 37 phẩm trợ đạo. Ví dụ với một cái thằng tham đang ăn uống tục tĩu, tham ăn tục uống thì chỉ cần là gì ạ? Thiếu dục chi túc là được rồi. Tức là mày ăn giảm đi. Chỉ cần mày giảm đi thôi là mày đã thấy nó hạnh phúc rồi. Nhưng mà cái thằng nó giảm được rồi thì lại sinh ra là ly dục ly hắc pháp sinh thiện tăng trưởng thiện tức là bây giờ mày phải ăn uống chay hẳn đi ví dụ thế những những cái thứ mà ác ôn là mày có thể bỏ ăn đi nhưng mà đến một cái thằng cao hơn nữa mà ly dục ly ác pháp rồi nó lên đến cái tầng mạn rồi thì đức phật lại dạy là gì ạ tứ vô lượng tâm tức là tứ bi hỷ xả dùng cái pháp mà gì ạ tứ bi hỷ xả để bảo nó làm những cái việc tứ bi hỷ xả thì ngay lập tức nó sẽ gì ạ hết mạn và nó yêu thương con người thì nó ra 37 phẩm trần đạo Và đến đấy Thì xong được cái đó Thì Đức Phật nhập Niết Bàn Sau này người đời họ phải chế ra tiếp Ở đâu chế thì tôi không muốn nói vì đây là cộng đồng Chế ra tiếp Là ví dụ Thay vì mô tả thế nào là tứ vô lượng tâm Thì nó khó Thì người ta mới đưa cái hình tướng Của vật Phật Bồ Tát đến Vậy thì nếu mày mạng Thì mày hãy sống như Bồ Tát này này tức là đưa cái hình tướng để cho chú nhớ thôi mà chú thực hành theo nhưng chú quay sang chú không nhớ nữa mà chú quay sang chú tham hương hay là hình ảnh ông thần tài là cũng chỉ đức phật là anh em họ cũng chỉ muốn là dạy cho cái chuyện là gì cứ lao động đi thì ắt là thần tài sẽ gõ cửa vậy để cho mày yên tâm là cứ làm ăn chân chính và làm tử tế thì thần tài sẽ đến nhà cho nên là chỗ nào lao động là tao sinh ra ông thần tài để kê ở đấy để cho mày nhớ là mày cứ lao động chân chính miệt mài đi thì dứt khoát thần tài sẽ gõ cửa thế nhưng mà từ ngày đặt ông thần tài vào thì nó không lao động nữa nó quay sang thắp hương ông thần tài tức là đi tắt đón đầu từ đó bắt đầu nó sinh ra một loạt những cái pháp mê tín cả nhà anh dung ạ đấy như vậy là chỉ trong vòng một ít phút thì tuấn chỉ nói được như thế này thôi nhưng nếu trong suốt ba ngày là mọi người được nghe đến chi tiết từng pháp một và thực hành luôn cũng ngồi ngẫm luôn mà chúng ta hay gọi là thiền đấy bản chất là ngồi ngẫm lại thôi ừ. thì như vậy chúng ta sẽ hiểu về phật pháp một cách rất đơn giản và chúng ta hiểu đâu là gốc đâu là lõi đâu là cành đâu là lá mà chúng ta không bị bất cứ ai họ bị bợm được nữa và chúng ta sống cực kỳ an lạc với cái trí tuệ mà nó khai mở như vậy thì đấy là cái 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 mong muốn của tuấn là tôi cũng rất là mong muốn là tìm ra độ khoảng 10 anh em tôi sẽ chia sẻ hết tất cả những thứ tôi có về phật pháp xong chúng ta tạo tạo ra một cái trung tâm để chia sẻ về phật pháp để chia sẻ đi thì mọi người vẫn đi làm ăn bình thường ờ, nhưng nếu có cơ hội mà tổ chức những cái buổi chia sẻ đạo phật với cộng đồng thì anh em đến để chia sẻ cùng chứ còn một mình tuấn làm không xuể một cây làm chẳng nên non vậy thì tuấn cũng muốn từ ngày từ hôm mà tuấn ngộ ra những cái thứ này xong tuấn liên kết được hết tất cả mọi thứ lại với nhau xong thì tuấn rất muốn là chia sẻ cái này với cộng đồng rồi chúng ta sẽ nhân nó ra để cho mọi người hiểu đúng chánh pháp hơn và sống hạnh phúc hơn đấy cho nên là trong cái chuyến sắp tới 26 đến 28 tháng 3 sắp tới thì chúng ta có cái tổ chức một cái buổi 3 ngày để Tuấn chia sẻ rất kỹ về cái này mà Tuấn mong muốn tạo ra một nhóm ít nhất là 10 anh em còn nếu có vài chục anh em mà đi chia sẻ được cái này nữa thì quay vì như vậy chúng ta sẽ tạo ra một cái đất nước này an lạc và trí tuệ thì tuyệt vời cho nên là rất mong là anh em chung tay nếu làm được cái việc này thì chung tay với tuấn để chúng ta cùng làm và trí tuệ tư tưởng là của nhân loại kẻ nào mà giữ lại trí tuệ cho riêng mình thì kẻ đấy có tội với nhân loại vì chúng ta được sống trong nhân loại này với hình thành được trí tuệ cho nên kẻ nào mà có một chút trí tuệ mà giữ lại cho riêng mình thì kẻ đó có tội với nhân loại. Đấy, thì à, cũng mong là trong cái buổi 26 28 sắp tới thì những anh em có cái phát tâm mà mong muốn dành thời gian đi cống hiến cùng với cộng đồng. Thì rất mong là mọi người sắp xếp thời gian đi với tuấn để chúng ta xây dựng lên cộng đồng để để cùng nhau đi chia sẻ. Thì như vậy thì thì à, vừa là à, giúp cho mình mà vừa là giúp cho đời ạ à. rồi à thế thì hôm nay cả nhà nghe thấy có dùng được không ạ rồi, cả nhà nghe có dùng được không ạ anh em ở thành phố Hồ Chí Minh đi ra cũng tốt mà. Anh em ở thành phố Hồ Chí Minh đi ra cũng tốt mà. Xong rồi là trong thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng sẽ thành lập trung tâm phụ trách ở trong đấy. Xong cố gắng sau này chúng ta sẽ cố gắng một tỉnh thì thì có một nhóm anh em và đặc biệt là đến doanh nghiệp chia sẻ với lại cái cán bộ công nhân viên ở các doanh nghiệp miễn phí cho các doanh nghiệp ở địa phương của mình để giúp cho anh em hiểu đúng trách pháp và quay về cái pháp của anh huấn hoa hồng là có làm thì mới có ăn thì mọi người phải hiểu được chuyện đấy để tránh tình trạng là cứ ra tháp hương ông thần tài rồi không làm gì nữa thì còn lâu thần tài với gõ cửa rồi ạ à, nhá thì cả nhà hình dung như vậy thì nếu mà mà ai mà mong muốn mà mà phát tâm mà đi làm những cái thứ mà bố thí thì từ trước đến nay người việt nam phần lớn là bố thí thực tức là cho nhau bữa cơm cho nhau mấy đồng bạc để qua cơn hoạn nạn nhưng mà cũng cần trong cái tình trạng cấp thiết để cứu cái thân thì rõ ràng bố thí thực là rất cần thiết nhưng mà trong đời sống thông thường thế này thì người ta phải bố trí tuệ hay còn gọi là bố thí pháp đấy chúng ta phải bố thí pháp thì như vậy thì thì nó mới giúp cho là cái 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 năng lực sản xuất ý, và cái hiệu quả lao động của từng con người và trong doanh nghiệp nó sẽ tăng lên và từ đấy là cái đất nước mình nó phát triển được và nếu chúng ta làm được cái điều này thì tôi nghĩ là tôi tin chắc là là các doanh nghiệp cũng an lạc đời sống con người cũng an lạc và đất nước chúng ta cũng sẽ phát triển à. yeah. đúng rồi thì có cả phụ nữ vâng thưa các chị đến đức phật giai đoạn 1 cũng có tỳ kheo nữ đâu có từ tỳ kheo ni đâu ừ. vì sau là là có mấy chị nữ đi theo thì đức phật mới cho tỳ tỳ kheo ni đi theo ấy chứ mới sinh ra tỳ kheo ni ấy chứ Ừ, cho nên là là thôi nhà mình văn minh hơn thì có ngay tỷ kheo đi và thế thì cả nhà nhớ nhá 26 đến 28 tháng 3 thì mọi người có thể liên hệ với chị Bích Loa Độ ở Nam Định anh Tiến ở Thái Bình anh Nam ở Hà Nội như vậy có các anh ấy thì là là các anh sẽ tổng hợp để rồi sắp xếp chúng ta thế như tổ chức ở trên Thảo Viên Resort à, thì như vậy chúng ta ở với nhau 3 ngày vâng và cuối cùng thì xin chúc cả nhà một buổi tối an lạc. Hy vọng rằng là chúng ta có cơ hội gặp nhau và tạo ra những cộng đồng có giá trị. Thôi không nói là tránh pháp nhưng ít nhất là có giá trị để, để, để chia sẻ, để làm cho đời sống mọi người tin vào những thứ mà nó mang tính nhân quả hơn. Chứ không phải là những thứ mang tính là là cầu xin. Vâng ạ. Chúc anh em một buổi tối an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại.